Ta sẽ hảo, xin chào tất cả các bạn. Như vậy là ở hai video ngày hôm trước thì cô đã giới thiệu cho chúng ta vẫn là chủ đề về các loại hình doanh nghiệp và các phòng ban cơ bản trong công ty đúng không? Và chúng ta đã học hai bài khóa đầu tiên rồi. Bài khóa số 1 là một số những cái đoạn hội thoại khi mà lần đầu tiên chúng ta đi làm, và sau đó là gì ạ? Nhân viên nhân sự có dẫn chúng ta đi giới thiệu về các phòng ban trong công ty đúng không? Thì đấy là bài khóa số 1 và bài khóa số 2 cô đã giới thiệu ở hai video trước rồi nhá. Bạn nào mà chưa xem được hai cái video đấy thì chúng ta có thể quay trở lại để chúng ta xem. Và ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp cho chúng ta về nội dung của bài khóa số 3, vẫn là nằm trong cái chủ đề này. Bài này thì là như kiểu là giới thiệu về tổng quát về 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 công ty, cùng về một công ty nào đó ấy ạ, đúng không? Đấy thì mình sẽ cùng đi tìm hiểu về nội dung của nó nhé. Đầu tiên là sẽ cần làm sư túi bia sân xứ ạ, đọc với từ mở về cô một lần nhé. Và cô lại nhấn mạnh lại này, cái nội dung mà văn phòng nhà xưởng này thì thường các bạn phải học có một cái nền tảng ít nhất là trình độ HK3 trở lên rồi, và phải đọc được mặt chữ Hán thì chúng ta mới học được cái nội dung này của cô nhé, được chưa ạ? Đấy thì cô đã nói ở rất nhiều các video trước rồi, thì mỗi một video cô sẽ đều nhắc lại, không phải sợ có bạn là lần đầu tiên mới xem video của cô lại thắc mắc là không biết là tại sao cô lại cứ để những chữ Hán như vậy. Đấy. Đâu, đọc từ mở cô một lần này. Quay múa, quay múa, quy mô, tổ chức, tổ chức, tổ chức, chế cấu, chế cấu, chế cấu, công nghiệp khu, công nghiệp khu, công nghiệp khu, xuất khẩu gia công chỉ nghiệp, xuất khẩu gia công chỉ nghiệp, xuất khẩu gia công chỉ nghiệp, tổng tài, tổng tài, phân trạm, phân trạm, điện tử linh kiện, điện tử linh kiện, sinh sản quản lý, sinh sản quản lý, sinh sản quản lý, gia lý, gia lý, gia lý. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lần lượt vào từng từ một nhất, và cô sẽ giải thích và cho một số ví dụ của từng từ một này. Đi nào, đầu tiên chúng ta có từ quê múa, quê múa, quê múa. Đây là một danh từ ạ. Nghĩa của nó có nghĩa là quy mô đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn muốn hỏi xem là gì đi ạ? Quy mô của công ty bạn có lớn không đúng không? Đấy thì câu đấy chúng ta có thể hỏi như thế nào? Quy mô của công ty bạn có lớn không? Có thể hỏi là nhỉ cũng sư tỏ. Quy mô gì nhỉ? Ta phú ta đúng không? Cô trưởng gì ạ? Nhỉ cung sư tử quy mô ta ma đúng không? Đấy nhá. Đó, nhỉ mà cung sư tử quy mô ta phú ta. Ví dụ quy mô của công ty tôi không to lắm đúng không? Thì sẽ nói như nào? Ví dụ thế. Của cung sư tỏ quê múa không không to lắm sẽ là ú thai ta đúng chưa, hay là của cung sư tỏ quê múa hấn xẻo đúng không ạ? Hấn xẻo rất là nhỏ. Quy mô của công ty tôi không to lắm, hay quy mô của công ty tôi rất là nhỏ đó. Hoặc là gì, nhỉ mân cung sư ý cùng nhậu tua sỏ cơ doán cung, vậy công ty các bạn có tổng bao nhiêu nhân viên đúng chưa? Đấy thì để mình mô tả về cái phần quê múa của nó nhé, được chưa? Rồi ok, thì đấy là từ quê múa. Tiếp nào, theo ở đây chúng ta có từ gì đi ạ? Và có từ tổ chức. Tổ chức, tổ chức là gì, tổ chức cái gì đấy đúng không ạ? Thì cái từ chủ chức này chúng ta vừa có thể sử dụng như động từ được này, lại vừa có thể sử dụng như danh từ cũng được. Động từ thì nó sẽ gần giống như từ chủy xính, từ chủy tan đấy nhá, tổ chức tiến hành một cái hoạt động gì đó. Đấy thì mình sẽ dùng từ chủ chức này cũng được. Ví dụ như thế nào, chẳng hạn như là gì, mình có câu là cuối tuần này đi đúng không? Đấy ví dụ chẳng hạn các bạn muốn nói là cuối tuần này. Cuối tuần này là gì ạ? Chưa cưa trâu đúng không? Đấy. Công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi gọi là liên hoan cuối năm đi, sắp cuối năm rồi. Vậy cuối tuần này công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi kinh liên hoan cuối năm, chẳng có chưa nhỉ? Chưa cơ trâu mua này, công ty chúng tôi là của Mân Cung Sư đúng không? Khuê, bình thường thì mình có thể dùng chủy xính, nhưng mà bây giờ thay vì thế mình có thể nói là khuê chủ trư, ý cơ. Cái từ mà tiệc liên hoan cuối năm mình có thể nói như nào? Người ta gọi là nén chung quả quay chưa? Đấy nhá, chúng ta có từ đây, tôi sẽ có từ này thôi. Nén này, nén là năm. Trung ở đây là trong từ trung ý là cuối cùng đấy. Trung là thường là hay cái gì để biểu thị cuối. Nén trung đấy. Quản quản là buổi tối đúng không? Quản quay, quay là một cái bữa tiệc, nó cái hội gì đó. Cái từ nén trung quản quay sẽ dịch là tiệc liên hoan cuối năm vào buổi tối nhá, thì gọi là nén trung quản quay đấy. Chưa cơ châu mua của mân cung sư hội chủ trì ý cơ nén trung quản quay. Chưa cơ châu mua của mân công sư huệ chủ trì cơ nén trung quả huệ bảo là mà thế. Thì đấy là với động từ đúng không, nó sẽ gần nghĩa từ chủy chính, thì chỗ này chúng ta có thể dùng chủy chính thay thế cũng được. Thế ngoài ra nó còn được sử dụng giống như một danh từ, tức là biểu thị một cái tổ chức nào đấy, một cái nhóm nào đấy đúng không ạ? Đấy là danh từ. Ví dụ như là gì, mỗi một tổ chức thì sẽ đều có những cái quy định riêng. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ nói câu đấy như nào, mỗi tổ chức sẽ là mày cơ chủ trì. Đấy, cái này chủ trì sử dụng cái danh từ được này, mày cơ chủ trì đâu
À, đều này, có quy định riêng nó chính là gì ạ? À, tông hiểu cả này, riêng nó chính là dùng từ chư chỉ đấy nhá. À, nhá, chư chỉ tọ đúng không ạ? À, quy định là gì? Hôm trước mình học bài trước rồi, chúng ta có từ quy tiêng, các bạn nào không nhớ có thể ghi lại này, quy tiêng là quy định gì đấy nhá. Mấy cơ chủ chư tâu hiểu chư chỉ tọ quy tiêng, mấy cơ chủ chư tâu hiểu chư chỉ tọ quy tiêng, được chưa? À, đấy, như vậy là chủ chư có thể sử dụng theo hai nghĩa như vậy nhé. Ừ, đó. Tiếp nào, thì san chúng ta có từ chia cầu, chia cầu, chia cầu danh từ cơ cấu gì đấy hay là kết cấu gì đấy cũng được nhá. Ví dụ trong xây dựng thì mình có thể dịch cái từ này là kết cấu, còn bình thường mình có thể dịch là cơ cấu. Ví dụ người ta sẽ hỏi là gì, cơ cấu tổ chức của công ty bạn có phức tạp không, đúng không? Ừ, cái từ phức tạp là gì có biết không? Đây chúng ta có từ này phức tạp, đọc là phù giá. Phù giá như cái năm này, phù thanh bốn, giá thanh hai, phù giá, phức tạp đấy, thì gọi là phù giá này. Vậy cơ cấu tổ chức của công ty bạn phức tạp không, chúng ta sẽ có thể hỏi như nào? Nghị mân cung sư tỏ chủ chư chia cầu đúng không? Đấy, cơ cấu tổ chức sẽ gọi là chủ chư chia cầu phụ giá mà, chưa? Đấy, hoặc là đối lập với phụ giá mình có từ gì nhỉ? Triển tan, bạn biết từ này không? Triển đây tan nhá, triển tan là đơn giản đúng không? Đấy, vậy có thể hỏi là nghị mân cung sư tỏ chủ chư chia cầu triển tan mà, cơ cấu tổ chức của công ty bạn có đơn giản không, có phức tạp không nhá. Ừ, họ sẽ thấy bên này phụ giá nghị mân cung sư tỏ chủ chư chia cầu phụ giá mà, hỗ trợ nghị mân cung sư tỏ chủ chư chia cầu triển tan mà, hỏi mà. Ừ, đấy mình có từ chia cầu nhá. Ừ, cơ cấu gì đó. Đó, tiếp theo nào, chúng ta có cái câu gì đây? Ví dụ như là ở đây thì do là không có học sinh nên cô không thể gọi các bạn đọc được ấy, thì ví dụ các bạn đang xem video của cô ấy thì mình có thể là gì, ví dụ đến đâu mình có thể dừng video lại nhé, sau đó mình sẽ ghi chép lại đấy, sau đó mình sẽ nghe và mình đọc theo lại, được chưa? Tiếp nào, thi sư ở đây chúng ta có từ cung dê truy. Cung dê truy, cung dê truy là gì ạ? Khu công nghiệp gì đấy nhá. Thế thì do là ở đây cô ở Bắc Ninh, thế cho nên là thường ấy, cái bài giảng của cô thì cô sẽ hay giới thiệu về những cái địa danh hoặc những cái địa điểm ở Bắc Ninh liên quan đến Bắc Ninh nhiều hơn. Thế còn ví dụ ở một số các tỉnh thành khác thì các bạn có thể tham khảo, hoặc bạn nào không biết thì có thể comment xuống bình luận xuống bên dưới nhá. Thì có gì có thời gian cô rảnh cô sẽ check và cô sẽ trả lời tin nhắn của các bạn. Ví dụ các bạn muốn hỏi ra các bạn ở trong Bình Dương đúng không? Bạn không biết là cái khu công nghiệp này sẽ nói như thế nào thì các bạn có thể là comment xuống dưới cô sẽ giải thích. Thế còn ở đây thì thường cô sẽ chỉ dạy chủ yếu là tập trung cho đối tượng của các bạn ở Bắc Ninh thôi. Thế nên là cô sẽ khi mà đưa vào ví dụ ấy thì thường cô sẽ lấy những cái ví dụ ở những khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Đó, thì đối với cái từ cung dê truy này thì các bạn có thể xem đây, ở cái phần mà gọi là cái phần gì nhỉ? Phần phần trang số bao nhiêu đây? Trang số trang số 9 nào, số 9, số 10, số 10. Đấy, thì ở đây cô đã giới thiệu cho chúng ta một số những cái cô đã để rất là cụ thể rồi nhá. Một số tên của những cái khu công nghiệp mà rất là lớn và nổi tiếng ở khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang. Đó thì mình có thể đọc và tham khảo nhá. Thì cô nghĩ là trong quá trình đi làm thì có thể chúng ta cũng sẽ cần phải sử dụng đến những cái tên của những khu công nghiệp này. Thì mình xem là người ta nên dịch như thế nào. Thứ nhất là khu công nghiệp Quế Võ, mình sẽ đọc là gì ạ? Quy ủ công nghiệp truy, quy ủ công nghiệp truy, quy ủ công nghệ truy nhá. Yên Phong ạ, khu công nghiệp Yên Phong rất là lớn đấy, có Samsung đấy. An Phân công nghệ truy, An Phân công nghệ truy, An Phân công nghệ truy, được chưa? Cụm công nghiệp khắc niệm thì mình có thể nói là khơ nền chản dê chí chín, khơ nền chản dê chí chín, được chưa? Công nghiệp Quang Châu này, Quang Châu công nghệ truy, Quang Châu công nghệ truy, Quang Châu công nghệ truy. Công nghiệp Vân Trung ạ, Vĩnh Trung công nghệ truy, Viễn Trung công nghệ truy. Đó, khu công nghiệp Đình Chám ạ, Thính Chân công nghệ truy, Thính Chân công nghệ truy. Đó, cụm công nghiệp đúng không, thì sẽ có là Chản Dê Chí Chín gì đó đấy. Thì đây là một số những cái tên của những cái khu công nghiệp lớn ở khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang thì chúng ta có thể tham khảo nhé. Họ là nỉ trai nào cơ công nghệ truy công chua, vậy ví dụ câu hỏi câu đấy nghĩa là gì? Nỉ trai nào cơ công nghệ truy công chua, bạn làm việc ở khu công nghiệp nào đấy, vậy các bạn làm việc khu công nghiệp nào, các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc là bình luận xuống bên dưới nhé, được chưa? Đó, như vậy mình có từ công nghệ truy đúng không ạ, khu công nghiệp. Tiêu ủ nào, số 5 chúng ta có từ gì đây? Chu khẩu gia công chỉ yên. Chu khẩu đúng một mình có nghĩa là xuất khẩu đấy. Ở đây có một từ là từ gia công. Ừ, gia công, cái tên này nếu mà tách ra đứng một mình thì có nghĩa là gia công. Gia công, chỉ yên thì là doanh nghiệp, mình học ở bài trước rồi đúng không? Vậy chu khẩu gia công chỉ yên tức là các cái doanh nghiệp làm sao gia công sản xuất và sau đó là xuất khẩu đi thì người ta gọi là chu khẩu gia công chỉ yên. Ví dụ như với thuật ngữ thì người ta có thể gọi là các doanh nghiệp chế xuất, EPE đấy, đúng không ạ? Doanh nghiệp chế xuất nhé. Rồi, số 6 nào, chúng ta có từ chủng trái, chủng trái,
Dùng trái đây là chủ tịch. Thế thì thông thường thì chắc là biểu sư quê múa cung sư tử quê múa hẳn ta đúng không? Ừ, trái quê yếu dùng trái. Thường là những cái công ty mà có quy mô lớn ấy, thì thường nó mới có chủ tịch được. Thế còn quê múa bị treo sở tổ cung sư thì y ban bố quê yếu dùng trái. Những cái công ty mà quy mô khá là nhỏ thì thường là chúng ta sẽ không có chủ tịch đâu, thường chúng ta chỉ có chinh lý, cô chớ dùng chinh lý thôi, giám đốc hoặc là tổng giám đốc thôi, tôi tuệ. Ừ, đấy họ đã mà nhìn mang cung sư yếu dùng trái mà công ty của các bạn có dùng trái không, có chủ tịch không ạ? Ừ, đấy nhá, được chưa? Thì đã dùng trái này. Chi ở đây chúng ta có từ phân trạng. Ừ, phân trạng là cái phân xưởng gì đó, đúng không? Ví dụ nói là công ty của chúng tôi hiện nay có 5 phân xưởng. Mình sẽ nói câu đấy như nào? Nào, công ty của chúng tôi hiện nay có 5 phân xưởng. Vậy sẽ là của Mân Công Sư, đúng không? Ừ. Mân Công Sư này. Xem trai, hiểu. Ừ, thủ cương, phân trạng. Ừ, nhá. Công ty tôi hiện có 5 phân xưởng là thế. Rồi, tiếp theo nào. Tiên sử lính chen, ở đây chúng có từ tiên sử lính chen. Tiên sử này đúng mình có nghĩa là điện tử đấy. Lính chen là linh kiện đúng không? Ví dụ mình có thể ghép vào linh kiện điện tử của điện thoại sẽ nói như nào? Sổ chi tọa tiên sử lính chen đúng không? Hay là linh kiện điện tử của máy tính đi thì sẽ nói là sao nhỉ? Tiên não tọa tiên sử lính chen đúng không? Ừ, đấy mình sẽ ghép vào thôi nhá. Hay là công ty tôi ví dụ đó là công ty tôi sản xuất linh kiện điện thoại đi đúng không? Mình sẽ nói là sao? Ủa Mân Công Sư sản xuất là gì? Sơ chạn linh kiện của điện thoại là sao? Sổ chi tọa lính chen thôi được nhé, không cần tên sử nữa, được chưa? Đấy. Ủa Mân Công Sư sơ chạn sổ chi tọa lính chen. Ủa Mân Công Sư sơ chạn sổ chi tọa lính chen. Họ là mà. Rồi, tiếp nào số 9 mình có từ sơ chạn quản lý. Sơ chạn quản lý cái này sẽ dịch là quản lý sản xuất, đây có thể là một cái chức vụ ở trong công ty đúng không? Sơ chạn quản lý, ví dụ nói là tôi làm quản lý sản xuất ở một công ty Trung Quốc thì cô đấy sẽ nói sao? Tôi làm này quản lý sản xuất ở một công ty Trung Quốc, thế mình phải đổi lên sẽ là gì? Ủa tôi ở công ty Trung Quốc đã sai đúng không? Ý cưa đi hoặc y cha cũng được nhé. Trung của công sư tang, thường tang nó sẽ là làm tang, đằng sau tang là cộng với một cái danh từ chỉ nghề nghiệp hoặc chức vụ gì đấy, có nghĩa là làm nghề gì hoặc làm chức vụ gì nhá, nên sẽ dùng từ tang này. Ủa chai cơ Trung của công sư tang sao nhỉ? Sơ sản quản lý đúng không? Đấy làm quản lý sản xuất nhá. Rồi đọc lại cô này. Ủa chai ý cửa Trung của công sư tang sơ sản quản lý. Ủa chai ý cửa Trung của công sư tang sơ sản quản lý, được chưa? Đấy. Và cuối cùng là có từ gia ly. Gia ly áp lực. Gia ly ở đây nó sẽ thường là thuộc danh từ. Ở tiếng Việt mình thì các bạn cứ hay nói là công việc của em rất áp lực đúng không? Thì bạn hay nói là khật gia ly. Nhưng thực tế là nếu mà nói kiểu như vậy là nếu mà xét về mặt ngữ pháp nó không đúng đâu. Nếu mà nói rất áp lực hay có nghĩa là thì thường mình sẽ phải biểu thị theo kiểu là áp lực lớn nhất, nó sẽ biểu thị như thế. Vậy sẽ nói là gì? Ví dụ công việc của tôi áp lực rất lớn đúng không? Sẽ là của tợ công chuộc đúng không? Gia ly. Thưa bía ta đi đúng không? Thưa bía ta hoặc là khẩn ta, được chưa? Đấy nhá. Thì mà cung chua gia ly tam phú ta, không hiểu các bạn có áp lực không ạ? Ủa chế tạo mẩy cơ cung chua tâu khuây dậu, tâu khuây dậu gia ly, cô nghĩ là công việc nào nó cũng sẽ đều có áp lực riêng của nó thôi đúng không? Ủa tăng lão sư, của tăng lão sư của tôi cung chua dễ phi trắng nhiều, dễ gia ly dễ phi trắng ta, công việc của cô áp lực cũng vô cùng là lớn luôn nhá. Đấy chứ không phải cứ đứng đây nói là có tiền đâu các bạn ạ. Cung chua gia ly phi trắng ta nhá. Đấy mình sẽ có từ gia ly này, ok chưa? Đấy thì đấy là toàn bộ phần từ vựng sẽ xuất hiện ở trong cái bài này. Rồi thế sau khi mà tìm hiểu từ vựng xong rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua về cái phần nội dung của bài khóa cho cô nhé. Đấy thì thông qua cái bài khóa này chúng ta sẽ hiểu hơn về từ vựng, và nếu có cấu trúc ngữ pháp thì mình sẽ hiểu hơn về nó. Rồi xem thêm là sư túi Ben này, nghe cô đọc một lần xong có từ vựng cô bổ sung tiếp nhé. Cho ta một chút. Đi. Ừ. Đó. Ta cha hảo. Ủa chào Trần Quấn Tứa. Trần Quấn Tứa. Trần Quấn Tứa đây là tên riêng. Tên riêng sẽ dịch là Trần Văn Đức nhé. Trần Quấn Tứa. Được chưa? Ủa chào Trần Quấn Tứa. Ủa chài. Cái từ này đọc là sao? Cưa ở. Ừ, cái từ này này. Đọc là cưa ở nhé. Đây là tên của một công ty cũng rất là lớn, một tập đoàn rất là lớn ở khu vực Bắc Ninh, một công nghiệp Bắc Ninh, Cửa Gotech. Ừ, đấy, bạn nào mà ở Bắc Ninh thì chắc là chúng ta sẽ đều nghe qua cái doanh nghiệp này đúng không ạ? Cửa đấy. Ta cha hảo, của chào Trần Quấn Tứa, của tại Cửa công sư sang ban. Xin thiên, của kể ta cha chia sẻ ý xa, của mân tợ công sư. Của công sư tại Quy ủ công nghệ truy, Quy ủ này cô có giới thiệu ở cái phần tên của cái khu công nghiệp riêng đấy, Quế Võ đúng không ạ? Quy ủ công nghệ truy, của mân công sư sử chu khẩu gia công chỉ yên, cái từ này vừa có trong phần từ mới này, chu khẩu gia công chỉ yên, của mân công sư quy mô khẩn ta, chủ chứ chế cầu bị chào phụ giá, chủ yếu bu mấn
cung hiểu chi cơ, chủ yếu ở đây là chủ yếu đấy, cái này mình học rồi đúng không? Sông sản bù, rấn sự xính chân bù, trái u bù, xeo sâu bù, trải câu bù, chinh chu khẩu bù, khứa phỉnh chư bù tặng. Đấy, thì đây là tên của tất cả các phòng ban thì mình đã được học ở trong bài khóa số 2 rồi đúng không? Chính là video ngày hôm trước cô dạy các bạn rồi đấy. Bạn nào mà chưa xem được thì nó có thể quay trở lại xem lại video này nhé. Tên các video này cô đã, tên các cái phòng ban này cô dạy hết rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ để ý cho cô có một chữ là chữ tổng. Vậy tổng ở đây đóng vai trò là gì? Thì trong tiếng Trung ấy, khi mà các bạn liệt kê các cái thành phần mà nó có cùng gọi là tương đương về mặt chức năng đúng không? Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ hay có cái chữ tổng này ở cuối, giống như kiểu tiếng Việt mình kiểu mình liệt kê xong mình hay nói là vân vân ấy. Đó, thì tiếng Trung sẽ dùng cái chữ tổng này để biểu thị nhá. Mình sẽ hiểu đây chính là vân vân, được chưa? Đấy. Tổng tài sự Trung Quốc nhân, ta hẳn sở lái Việt Nam. Chúng ta hiện tại có 5 cơ phân xưởng lơ. Đại khái cũng có 5 vạn công nhân左右. Chúng ta công ty chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử linh kiện. Chúng ta sản phẩm sẽ mai chu Hàn Quốc, Mỹ Quốc, Anh Quốc tổng. Tôi tại sản xuất bộ đang sản xuất quản lý viên. Tôi công tác áp lực rất lớn. Mỗi ngày đều phải加班到晚上8 giờ. 我在这儿工作5年了，虽然工作很忙，但是我很喜欢在这儿工作。好，这样好，那我再听一遍，nhé，要来我们轮流的过来。Sau này đi nha. Đó, bạn nào mà không đọc được mặt chữ ấy thì ngay ở dưới video này, cái phần bình luận ấy, cô sẽ để cho chúng ta cái phần phiên âm ở dưới cái phần bình luận thì mình có thể xem phiên âm và mình đọc giúp cô nhé, được chưa? Ừ, đấy. Ở đây cô nói rồi, cô chủ yếu là cô dạy cho những bạn mà phải biết chữ rồi thì mới học được cái video này của cô. Rồi, rồi cha tin là sư túi bên này. Ta cha hảo, của chào Trần Huấn Tứ, của chạy cơ công sư sẵn ban. Chính thiên, của kể ta cha chia sao ý xa, của mân tập công sư. 我公司在硅谷工业区，我们公司是出口加工企业，我们公司规模很大，组织结构比较复杂，主要部门共有七个：生产部、人事行政部、财务部、销售部等，销售部、采购部、进出口部和品质部等。总裁是中国人。他很少来越南。我们现在有五个分厂了，大概共有5万工人左右。我们公司主要生产手机的电子零件，我们的产品会卖出韩国、美国、英国等。我在生产部当生产管理员，我的工作压力很大，每天都要加班到晚上八点。我在这儿工作5年了。虽然工作很忙，但是我很喜欢在这里工作。好，好，那bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi lại từng câu một và cô sẽ dịch lại nội dung của đoạn này nhé. 大家好，chào mọi người, đúng không? 我叫陈文德, tôi tên là Trần Văn Đức này. 我在歌尔公司上班, tôi làm việc ở công ty Voltech. 今天我给大家介绍一下我们的公司。今天 là hôm nay, đúng không? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về công ty của chúng tôi. Của công sư tại Quê Ủ Công Nghệ Chuy, công ty tôi thì đang ở khu công nghiệp Quế Võ. Của mân công sư sư chu khẩu gia công chỉ yê. Công ty chúng tôi thì là một doanh nghiệp về gọi là chế xuất, đúng không? Tức là sản xuất và chế tạo, sau đó là xuất khẩu. Của mân công sư quê múa khẩn tạ, công ty của chúng tôi thì quy mô rất là lớn này. Tổ chức chế cấu bị chào phụ giá, tức là sao? Cái cơ cấu tổ chức thì cũng khá là phức tạp. Chủ yếu bộ mấn cũng nhiều chi cơ, thì những cái bộ phận chính ấy, hay là cái phòng ban chính thì nó có 7 bộ phận hay 7 phòng ban. Sông sản bộ là phòng gì? Sản xuất này. Rấn sư xính trong bộ, phòng hành chính nhân sự. Trái ưu bộ, phòng kế toán. Xeo sâu bộ, phòng kinh doanh. Trái câu bộ, phòng gì đây ạ? Thu mua. Chinh chu khẩu bộ, phòng xuất nhập khẩu. Khứa phỉnh chư bộ tập và phòng gì ạ? Chất lượng QC, đúng không? Tổng tài sự Trung Quốc nhân, ở đây là chủ tịch của chúng tôi thì là người Trung Quốc. Tha hẳn sở lái Việt Nam, anh ấy rất ít khi đến Việt Nam. Chúng ta hiện tại có 5 cơ phân xưởng lơ. Bây giờ thì hiện tại chúng tôi đang có 5 phân xưởng. Đại khái cũng có 5 vạn công nhân左右. Hiện tại thì có khoảng 5 vạn, có nghĩa là khoảng 50.000 công nhân viên, đúng không? Công nhân. Chúng ta công sư chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử linh kiện. Thế thì công ty của chúng tôi thì chủ yếu là sản xuất những cái linh kiện về gọi là điện thoại ấy, đúng không? Chúng ta sản phẩm ở đây có nghĩa là sản phẩm nhé, từ đọc là sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi này, khuây mai chu sẽ được bán ra Hàn Quốc này, Mỹ Quốc, Mỹ này,
in của tập đúng không? Và anh đúng chưa? Của giai sơn chản phụ tăng sơn chản quản lý yến. Hiện tại thì tôi đang làm quản lý sản xuất ở phòng sản xuất. Của tập công chúa gia ly khẩn ta. Công việc của tôi thì áp lực khá là lớn. Mỗi thiên tôi yào gia ban tàu ngoài sang 3 tiện. Và mỗi ngày thì đều cần phải tăng ca đến 8 giờ. Và ủa trai trở công chúa ủng nhán lâu. Và tôi thì đã làm việc đây được 5 năm rồi đúng không? Suy đoán công chúa khẩn nắng. Tại sự hắn sĩ quan trai trở công chúa. Mặc dù là công việc ở đây rất là bận. Thế nhưng mà tôi cũng rất là thích làm việc ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã hiểu được nội dung của bài này chưa nhá. Đó, như vậy là sau video ngày hôm nay thì chúng ta đã học được, đã hiểu được tên của một số những cái phòng ban cơ bản nhất của một doanh nghiệp này và tên một số những cái loại hình công ty cơ bản của một công ty đúng không ạ? Đó, thế thì buổi sau video sau cô sẽ chúng ta sẽ có một cái phần luyện tập đó, để củng cố lại toàn bộ phần từ vựng và bài khóa mà bạn đã được học ở phía trên đấy, ở ba video trước ấy. Đấy, thì bằng việc là làm bài tập này nhé, thì video sau cô sẽ chữa cái phần bài dịch này cho các bạn, được chưa? Xem là mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung những cái câu này thì mình sẽ dịch như thế nào. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Chào chị.